Cửa Tuấn Hải xin gửi lời chào toàn thể mọi người nhé. Ngày nay trên bên cửa anh em xin giới thiệu các bác về một lô máy cưa xích hàng Nhật bãi này. Thế nên ký hiệu mã cưa là mã S, từ S1 cho đến S7, những dòng máy cưa cắt gia đình, cắt tầm trung và cắt gỗ lớn. Ở những dòng máy như là Echo, Estin, những dòng Echo nòng đứng này, Echo nòng nằm. Đó, máy móc rất là đẹp luôn, có những cây dòng Makita 40cc, một cây tay cụt rất là đẹp. Số điện thoại cửa hàng bên em là 0392 973923. Khi các bác mua hàng thì bên em sẽ tặng các bác đủ đồ như típ mở buji, rũa cưa, đồ vặn và bao phí vận chuyển. Shipper giao hàng đến các bác được mở gói hàng ra và được test máy thoải mái các bác nhé. Bên em có bảo hành 6 tháng. Đó. Đến nơi đó các bác được kiểm tra hàng. Ok, ở đây là 7 cây máy cưa em giới thiệu trước mắt đây. Em sẽ giới thiệu chi tiết từng cây máy cưa trong lô ngày hôm nay. Cái đồ tặng kèm là có gồm có típ mở buji, rũa cưa, đồ vặn. Đó. Cái vặn này, chỉnh này. Tuyết mỏ buji và một cái rũa cưa. Thì với chiếc máy đầu tiên là dòng của Echo này. Máy này thì rất là phù hợp các bác nào mà đi làm cây cảnh. Đó, thích những dòng máy cưa nhỏ gọn thì có thể sử dụng những dòng máy cưa này. Cây này với công suất là 30cc, nòng 38 ly. Cây máy S1 này thì cân nặng của máy này thì tầm 2,8kg. Đó, rất là nhẹ nhàng. Đấy, xích chạy xích chung 91, nam Oregon. Lam dài 30. Làm dài 35 được cắt 30 các bác nhá. Chiều dài làm khá là dài các bác cắt này. Đó. Về tháng xích các thứ hoạt động còn tốt. Đấy, tháng xích còn hoạt động ngon luôn. Bơm xăng phụ ở phần sau. Máy cưa này thì rất là tiện cho các bác nào mà đi làm cây cảnh hoặc là leo trèo lên cây cao. Đó. S1 để giá là 1.800.000 đồng, sẽ test nổ luôn tiếng máy các bác nhá. Để công tắc các bật, các bác bật lên này. Làm ra đều các bác nhá. Nhớt làm ra đều, máy rất là dễ nổ, giật phát nổ ngay. Trên này là các bác đổ xăng pha nhớt, bên dưới các bác đổ nhớt lam. Đó. Còn cái tỷ lệ của máy cưa thì nó, các bác nào đó sử dụng máy cắt cỏ rồi ấy thì cái máy cưa nó đổ cái lượng nhớt nó nhiều hơn máy cắt cỏ một chút. Đấy, máy động cơ là 2 thì và xăng pha nhớt. Đây, S1 để giá là 1.800.000. Đến chiếc máy thứ hai là dòng cây máy của đơn thương hiệu của Makita. Cây này với công suất là 40cc và nòng 40 ly. Đây các bác nhìn chữ Make in Germany này. Đó. Dòng máy này là của Đức sản xuất nhưng xuất sang thị trường Nhật Bản để sử dụng. Xích chạy xích chung 91, xích cực kỳ đẹp các bác nhìn qua này. Xích tỷ lệ còn 85%. Lam Makita còn nguyên chữ này, trên này hơi bị cháy chút chút. Nhưng cái máy này thì hoạt động rất là tốt này. Cắt gỗ thì các bác cắt vanh gỗ tầm bằng sâu sơn. Cắt thoải mái luôn. Thắng xích còn hoạt động luôn này. Đó. S2 thì giá là 1.600.000. 40cc, nòng 40mm, lốc nhôm. Bô máy các thứ sáng trưng này. Máy móc cái máy này thì bao zin các bác nhá. Đó, hàm rồng có đầy đủ. Đây, máy móc thì bao zin và bảo hành 6 tháng. Bơm xăng phụ các bác bơm này lên này. Đó, công tắc các bác bật ngang là on, bật xuống là off. Ok, S2 để giá là 1.600.000 này. Đây giật còn mới lắm này. Đó. Rất là dễ nổ, dây giật thì còn cực kỳ mới luôn, các bác nhìn qua dây giật này. Đó, nguyên zin máy hết. Máy giật phát nào nổ phát đấy luôn. S2 để giá là 1.600.000. Công suất 40cc, nòng 40mm, làm dài 40, còn nguyên chữ Makita. Đó. Tiếp theo, dòng máy S3 là cây dòng Echo. Đấy, một cây máy Echo cắt gia đình các bác nhá. Echo Curit. Đó, dòng này hệ Echo đời mới đây. 3203. Được sản xuất tại năm là 2009. Công suất là 34cc và cân nặng là 3,8kg. Đây. 2009 này.
Các bác đi cắt dòng máy cái này, cắt khai thác tầm trung vừa và nhỏ thì đều được các bác nhé. Các bác dọc hoặc là các bác nào thích máy nòng đứng này, trợ lực. Đặc biệt cây này có trục giật trợ lực luôn. Đó, lam rất là dài, máy này lam dài là 40. Lam dài 45 được cắt 40 các bác nhé. Máy được cắt, cái máy này phải là 40, gần 38, 40. Được cắt lam rất là dài, các bác đi cắt xẻ này. Đó, xích này tỷ lệ nó còn đến khoảng 85%. Bô máy thì trắng bốp luôn. Đấy, lốc nước máy không chảy xước, không bể vỡ các bác nhá. Cái lộ cái bộ cái ống xả này là trắng bốp luôn này. Máy nào chạy nhiều nó sẽ muội, nó sẽ đen, còn cái cây này là sẽ lúc nào nó cũng trắng này, là máy mới này. Đó. Vỏ áo các bác nhìn qua này, độ mới cao. Máy này thì mình nhìn qua thì độ mới được khoảng tầm 90% đấy. Đó. Ok, S3 để giá 2.300.000 đồng. Cái nhớt trắng của Nhật này, cái nhớt này nhớt màu trắng này, đó bên trong này thì nó bao zin, nhớt còn màu nhớt của Nhật luôn, đấy, do ra vào cái nền này của em nó hơi bị đen, em quên nên không giải lửa bìa, mọi hôm sau em sẽ giải bìa này. Cái cây này thì còn nhớt trắng nên là các bác nhìn hơi khó, còn cái dòng này là nhớt máy ra đầy đủ hết, đó cân nặng thì nhẹ nhàng 3.8 kg, thì chạy chế bên trong là chạy chế One Pro, đó S3 để giá là 2.300.000, tháng xích hoạt động. Còn hoạt động tốt các bác nhá. Các bác gạt xuống này là tháng xích hoạt động tốt này. Đó. Khi mà gạt xuống mà không chạy thì nó không hoạt động này. Ở đây hoạt động còn tốt luôn. S3 để giá là 2.300.000, giá rất là mềm rồi. Đó. Tiếp theo, một cây dòng máy của Makita. Hệ này là dòng của Echo 361 các bác nhá. Đấy, dòng của Echo 361 này. Được nhà sản xuất tại nhà máy Makita, một chiếc máy đỏ au luôn. Đấy, cây máy cưa này hệ phân khúc nòng nằm. Thì đặc biệt là cái hệ nòng nằm thì nó chơi là cái phân khúc là cái điện và hơi thì rất là khỏe. Để các bác là cắt trường kỳ, cắt rẻ lực, cắt cả ngày thì sử dụng những dòng máy cưa nòng nằm này cực kỳ là tiện luôn, cắt bao bền cho các bác luôn. Đó. Đấy, hệ phân khúc là ba, cái này là 35cc, nòng 40 ly. Thì trang bị một cái lam dài là được cắt của máy này là được cắt 38 các bác nhá. Được cắt về 38. Đấy, hai chân ốc lam. Đó. Dòng máy Nhật Bản chính hãng này. Lốc máy lốc nhôm này. Đấy, máy móc rất là đẹp, cân nặng thì tầm 4.5 kg. Đó, 4.5 kg, các bác cầm rất là đầm tay. Cũng các bác bật lên này. Dòng này thì ăn xăng thì nó không tốn đâu các nhá, rất là tiết kiệm luôn. Đó, S4 này giá là 2.100.000 đồng. Đó. Quên chưa đổ nhớt, em sẽ đổ nhớt đầy đủ ở đây luôn này. Đó, S4 này giá là 2.100.000. Và bác nào mà cần video test của cái nhớt máy này thì liên hệ em nhé. Đảm bảo máy bên em thì đều nhớt đầy đủ luôn. Đó, tiếp theo này, một cây máy S5 là cây Echo GC35 này. Cây này công suất là 35cc, nòng của máy này là 40 ly. Dòng Echo trắng, Echo Green. Đấy, đây đem còn chữ Echo, hai chân ốc lam. Đó, lam còn chữ Echo nguyên zin các bác này. Xích chạy xích chung 91 các bác nhá. Dòng xích rất là thông dụng. Đấy, S5 2.6. Cây máy này thì bô còn sáng loáng luôn. Mặt lam bên này còn rất là đẹp. Đấy. Tháng xích này hoạt động còn tốt. S5 2.600.000. Chạy chế One Pro, các bác nhìn qua những đường tiêm mát bên cạnh sườn này. Đấy. Đều đẹp. Máy này em để cạnh máy này trên là nó bắn nhớt bên cạnh sang. Đó, lau đi là hết luôn. Máy này thì độ mới cao nên đến tầm khoảng 93-94%. Đấy, S5 2.600.000 đồng.
chạy rất là uy lực luôn các bác nhá, cực kỳ lực luôn. Đấy các bác đi cắt cây đứng này thoải mái, dòng công suất 35cc và nòng 40 thì các bác đi cắt cây to thoải mái luôn, to bằng xô sơn, có thể to hơn xô sơn một chút, vành gỗ cắt các bác cắt nhiệt cắt thoải mái luôn nhá. Đây xích này các bác chi thoảng các bác rũa giúp em này, còn về phần động cơ em bao cắt được cho các bác nhá. Đó S5 2.600.000 đồng. Thì trong quá trình các bác mua máy thì bên em có đều có chế độ bảo hành. Thế nên là chẳng hạn như các bác cưa mà không cưa được thì bác liên hệ sẽ có tình trạng là nếu chẳng hạn như máy này không cưa được gỗ này hoặc là nó trục trặc nhiều thì các bác có thể liên hệ và đổi lại máy khác giúp em. Đấy. Về bên em làm ăn rất là uy tín, khi các bác mua hàng máy móc đảm bảo là hoạt động tốt. Mua với máy móc thì các bác sử dụng lâu dài bền bỉ. Đó. Ok, S5 2.600.000, nhựa lam ra rất là đều. Đó. Tiếp theo này, một chiếc máy S6 này là dòng của Estin. Estin 170. Đó. Máy này thì nòng của máy này là 40 ly các bác nhá. Hai chân nóc lam này, máy Estin dòng của Đức. Xích chung 91 và xích này là xích Estin luôn, lam cũng là lam Estin. Lam dài 40 được cắt 35. Đấy. Máy này thì các bác chạy cực kỳ sướng luôn. Nó có phần chụp ra trợ lực này. Đó. Em quên máy này là cũng có trợ lực các bác nhá. Dòng máy này có trợ lực nhá. Đấy. Máy này là các bác có trợ lực, giờ chụp ra trợ lực lớn này. Giật rất là nhẹ nhàng luôn. Bô máy còn chữ Estin nguyên dọi luôn này. Đó. Máy cực kỳ đẹp luôn. Estin chạy rất là khỏe và siêu bền. Các bác nào mà thích cái dòng máy bền bỉ một chút, chạy lâu dài thì các bác chạy những dòng hệ Estin này, là thương hiệu lớn của dòng máy cưa. Dòng máy Estin thì rất là dễ thôi, có 3 chế độ nha các bác nhá. Các bác bóp ga này là số là đóng gió này, trên này là on này, trên cuối cùng là off. Đấy. Còn là nhớt lam máy ra rất là đều. Đấy, S6 để giá là 2.800.000 đồng. Và một cây máy cuối cùng của ngày hôm nay là dòng máy S7, là cây Echo 362. Cây này công suất là 36cc và nòng là 40 ly. Đấy, máy này thì còn chữ Echo rất là đẹp các bác nhá. Và lam Latin, xích chạy là xích 325. Đấy. Máy báo tình trạng là chỗ này nó là lốc nhôm, nó hơi bị chảy một hai vết nhỏ ở đây, chứ máy móc thì không có một chút chảy xước hay là bể vỡ gì. Đấy, không thiếu một chút gì cả các bác nhá. 36cc này. Đấy. Hệ nòng nằm thì hơi điện cực kỳ khỏe luôn. Các bác chạy những dòng này chạy rất là trường kỳ. S7 để giá là 2.500.000 đồng. Một cây máy cưa công suất 36cc, có cả lam Latin. Đó. Ok, test nổ luôn tiếng máy cái này các bác nhá. Tông ra. Đấy, lần sau quay video sẽ để cắt tông các bác nhìn nó nhớt nó rõ hơn. Để cái nền nó hơi tối. Và đảm bảo các bác là nhớt máy thì bên em đầy đủ ra nhiều này. Các bác nhìn qua các bác biết cái vật nhớt rồi. Đó, S7 để giá là 2.500.000. Đây là 7 cây máy cưa em vừa giới thiệu qua. Thì các bác có nhu cầu mua một chiếc máy cưa nào đó trong lô máy này thì vui lòng liên hệ với số điện thoại là 0392 973923. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.